chương 440, bố chết cũng phải kéo theo mày. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Lúc trước cậu đã cảm thấy kỳ quái, sao Boss lại biết cái nơi quỷ quái này mà hẹn gặp ở đây? Thạch tiêu, đi, đi mau, có mai phục, Boss không có ở đây, không có ở đây. Âm thanh từ miệng hùng trí phát ra gần như đang gào thét, gân xanh trên trán nối lên, trong mắt dày đặc tiêm máu. Nhưng không chờ thạch tiêu mở miệng nói gì thì đèn chiếu sáng cỡ lớn trong kho hàng được bật lên trong nháy mắt trong kho hàng tăm tối bỗng sáng bừng như ban ngày. Oanh, ánh đèn mãnh liệt khiến Thạch Tiêu cùng Hùng Chí cũng như đám người nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiếp đó là tiếng cửa kho hàng bị va đập một cách hung hãn. Đợi đến lúc thích nghi hoàn toàn với ánh sáng mạnh thì cửa sắt của kho hàng được đóng lại và bị khóa kín. Ha 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 một lũ ngu, chỗ sâu trong kho hàng vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, đám người Thạch Tiêu nghe thấy có người dùng tiếng chung không thạo đang to miệng cười nhạo. Chỉ mấy giây sau, bốn người đàn ông ngoại quốc cao to mặc áo thun bó sát đi tới, sau lưng còn có một cô gái ngoại quốc có mái tóc dài buông xóa mặc đồ đen bó sát. Một trong những tên đàn ông đó để đầu chọc, ở cánh tay, cổ đều có những hình xăm khoa trương. Hắn ta nhìn về phía đám người thạch tiêu và hùng trí như đang nhìn những con cá chết, trong mắt còn có một tia trào phúng. Thẳng đến lúc này thạch tiêu mới hoàn toàn hiểu rõ, boss không hề có mặt ở đây, hoặc nói đúng hơn là boss chưa từng hẹn gặp bọn họ. Là do thằng chó hồng Trấn hào bán đứng bọn họ, đem cậu và hùng trí lửa đến chỗ này. Hồng Trấn Hào, con mẹ thằng chó, tao đào mả bà nội nhà mày lên, khuôn mặt thạch tiêu đỏ phừng phừng, mở miệng mắng chửi. Lúc Hồng Trấn Hào gửi tin nhắn nói Lục Đình Kiêu hẹn bọn họ ở đây, hai người cũng không có nghĩ nhiều, méo thể ngờ được là lại trúng kế của thằng chó đấy. Ha 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 ha, một đám ngu như lợn, tên đầu chọc xăm trổ khắp người lớn tiếng cười nhạo. Cô gái ngoại quốc đứng một bên không nói câu gì nhưng trong tay vẫn đang nghịch một khẩu súng màu đen lạnh như băng. Các người, các người rốt cuộc là ai, có biết Lục Đình Kiêu hay không? chúng tôi là người của lục đình kiêu một gã mà thạch tiêu mang tới lên tiếng thạch tiêu liếc gã một cái đến lúc này rồi còn nói cái khỉ gì nữa méo cần biết đám người này là ai nhưng đã có gan lừa bọn họ đến kho hàng này thì mục đích chỉ có một giết chết bọn họ hôm nay tao muốn chúng mày chết ở đây kho tàu hết lũ heo chúng mày tên đầu chọc hung hãn nói nghe thấy thế gã vừa xưng là người của lục đình kiêu nhanh chóng rút súng lục bên hông ra nhắm thẳng tên đầu chọc mà bắn bố có chết cũng phải kéo mày theo alice giết con lợn kia tên đầu chọc lạnh giọng ra lệnh cô gái ngoại quốc nhanh chóng giơ khẩu súng trong tay lên đoàn một âm thanh thật lớn vang lên chuẩn xác bắn rớt khẩu súng trong tay gã kia a à, tên kia gào lên phản lực quá mạnh khiến khẩu súng đang nắm chặt trong tay bay đi cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước tí nữa thì ngã trên mặt đất thấy vậy sắc mặt của thạch tiêu và hùng trí càng thêm khó coi khả năng bắn súng của ả này quá chuẩn xác hơn nữa còn cực nhanh không cho đối thủ bất cứ một cơ hội phản kháng nào Hừm bảo bối Alice của tôi ơi, sao baby không một súng giết chết. Con lợn kia luôn, tên đầu chọc khó hiểu nhìn về cô gái ngoại quốc, giết hắn, không cần súng chỉ, dùng tay không thôi, vẻ mặt cô gái ngoại quốc kia lạnh như băng, bộ đồ màu đen bó sát người uốn lượn theo bước chân cô tiến gần đến người đàn ông kia. chương 441, trò chơi thú vị, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Con ả à thối này, mày dám không cần súng cơ đấy đừng tưởng bố mày không dám giết mày cô gái không thèm để vào tai, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay với người đàn ông kia. Giờ phút này, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn nộ, cái đám mắt xanh mũi lõ này rõ ràng muốn om chết bọn họ, thật tức chết mà, gã cũng không nghĩ nhiều, muốn chết thì ông cũng phải theo con ả này làm đềm lưng. Nghĩ đến đó, gã ta gào lên lập tức chạy về phía cô nàng ngoại quốc giờ nắm đấm lên muốn đấm vào đầu của cô ta. Nhưng không đợi gã ta đến gần, cô nàng kia đột nhiên vụt lên với tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nối gã đàn em của Thạch Tiêu còn không rõ chuyện gì liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền lên từ dưới cằm, rồi cả người gã bay đi như con diều đứt dây, đập vào cái cột sắt đằng xa nghe đánh dầm một cái. "Ục, mày, mày." Gã ta cố gắng ngượng bò dậy nhưng thử mấy lần đều không được, hàm răng bị đá nát bét khiến khuôn mặt đầm đìa máu tươi, ngay cả hai cái răng cửa cũng mất, thế nên lúc gã ta nói mới ồm ồm không rõ nghĩa. Gã kia không nhìn thấy rõ động tác của cô nàng nhưng Hùng Chí và Thạch Tiêu đều thấy rõ rành rành. Không chờ tên kia đến gần cô gái đó đã giơ chân lên đá một cái vừa nhanh vừa tàn nhẫn thẳng vào cằm gã ta, lực của cú đá này cực kỳ lớn, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao. Vừa nãy chắc là chiêu front kick một trong đô nhưng mà, một người phụ nữ được huấn luyện về sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức này, thật là hiếm thấy, Thạch Tiêu chép miệng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một front kick, kỹ thuật đá bằng mặt bàn chân xuất phát từ dưới lên. Tuy cô gái đó thân thủ cao nhưng nếu để Thạch Tiêu cậu ta còn có mấy phần chắc chắn có thể đánh gục cô nàng, nhưng giờ phút này tất cả hỏng súng đều chĩa về phía cậu ta và hùng trí, sao có thể manh động được. Giết mày, không cần phải dùng súng, cô nàng kia sắc mặt lạnh tanh lập lại bước đến đằng sau lưng gã đàn ông nọ, không để cho gã ta có cơ hội tiếp tục mở miệng cứ thế trực tiếp dẫm chết. Gã thủ hạ thứ hai mà Thạch Tiêu mang đến thấy thế sắc mặt liền trắng bệch, không dám nói đến nửa chữ, chỉ sợ sẽ khiến cho cô gái kia chú ý đến mình. Ha ha ha, lợn thì vẫn cứ là lợn méo học khôn lên được, Tây côn đô của Alice nhà chúng ta đã đến đai đỏ rồi đấy. Gã chọc đầu bật cười ha ha, là đai đỏ đen, chứ không phải đai đỏ một. Cô nàng kia lường gã chọc một cái, một nếu người tập võ chưa đủ 18 tuổi mà đã đạt được trình độ của đai. Đen sẽ đeo đai đỏ đen đến khi đủ 18 tuổi rồi mới được đeo đai đen. À à là đai đỏ đen, là đỏ đen, so với đai đỏ còn lợi hại hơn nhiều, sắp lên đến đai đen rồi nhỉ. Em nói chỉ có chuẩn, gã chọc vội cười cười xin lỗi, Rốt cuộc các người muốn thế nào. Hùng Chí không chịu nổi nữa gầm lên, ha 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 ha, đừng có nóng, tao muốn chơi một trò chơi vô cùng, vô cùng thú vị với lũ lợn chúng mày. Gã chọc đưa mắt ra hiệu cho hai tên đứng đằng trước. Ngay sau đó, hai gã liền khiêng một cái thùng nặng trình trịch đến vứt dưới chân Hùng Chí và Thạch Tiêu. Ý gì, Thạch Tiêu cau mày hỏi, rất đơn giản, trong này có vài khẩu súng cực khó phân loại, chúng mày nhận nhầm một khẩu, tao liền giết một đứa, rất công bằng đúng không ha ha ha. Chương 442, vào từ lúc nào vậy? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Nghe vậy Thạch Tiêu và Hùng Chí liền thông, mấy tên mũi lõ này đem bọn họ ra làm trò tiêu khiển. Nếu như chúng tao nhận ra được thì sao? Thạch Tiêu lại hỏi, nhận được à, gã đầu chọc đó ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. À, nếu như chúng mày nhận ra thì phân tiếp thôi, một thùng súng như thế chẳng lẽ lại méo có khẩu súng nào chúng mày không biết ha 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 ha. Gã chọc trên mặt tràn đầy đắc ý, Thạch Tiêu và Hùng Chí thức điên người nhưng vẫn phải đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, không phối hợp với bọn chúng là đi tông ngay, không cần biết như thế nào cứ kéo dài thời gian trước đã. Nhưng khi hai người vừa mở cái thùng ra liền đần thối cả người, trong thùng toàn là những khẩu họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. "Đây, Thạch Tiêu có chút không biết làm thế nào?" "Sao thế, không nhận ra à?" "Ha ha, nếu đã như thế, chúng ta cần phải tuân theo quy tắc của trò chơi chứ nhỉ, thằng nào xung phong chết trước?" Gã đầu chọc dương hỏng súng đen ngòm trong tay chĩa thẳng vào hùng trí rồi lại chuyển sang thạch tiêu, cứ như thế lặp lại mấy lần. Nhưng đúng vào lúc đó bỗng có một giọng nói đột ngột vang lên. Để tôi, ninh tịch bước về phía trước tiến gần lại cái thùng, nhìn thấy ninh tịch mấy gã mũi ló đều sửng sốt, con ả à này từ đâu chui ra vậy? Không chỉ mấy gã ngay cả hùng trí và thạch tiêu đều ngây ra, người phụ nữ này. Chui vào đây từ lúc nào thế? Cô, ai cho cô đến đây? Thạch tiêu sực tỉnh quát ầm lên, nhưng là dù thạch tiêu có to mồm đến đâu, Ninh Tịch cũng không thèm để ý đến cậu ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống vũ khí. Hùng Chí, cô ta là như thế nào đây? Vào lúc nào rồi mà cậu còn đưa một con hát đến đây? Mẹ nó, não cậu cho chó gặm rồi à? Thạch Tiêu gào loạn cả lên, Hùng Chí cũng đần thối, cậu ta căn bản không biết Ninh Tịch theo tới đây. Cô ta nghĩ rằng đây là đang đóng phim đấy à? Mẹ nó chứ, nét mặt của Thạch Tiêu sầm xì đen kịt, tôi không biết, do cô ấy lén lút đi theo đấy chứ? Hùng Chí chỉ đành giải thích, khốn kiếp, Thạch Tiêu chửi thề, ngay sau đó liền oán độc nhìn chằm chằm ninh tịch một con hát như cô thì biết cái gì cút đi cho tôi cậu muốn chết đấy à ninh tịch dùng ánh mắt lạnh băng băng cảnh cáo thạch tiêu ha 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 lục đục nội bộ đấy à hay lắm tao rất thích tiếp tục đi vẻ mặt gã chọc tràn đầy phấn khích đáng thương sự sợ hãi đã khiến bọn chúng mất đi lý trí cô nàng đai đỏ đen lạnh lùng nói không cần để ý tới cô ta để tao thạch tiêu làm sao có thể để sống chết của mấy con người rơi vào tay một con hát não tàn như cô ta được Mẹ nó, không khéo cô ta còn nghĩ đây là phim trường đấy. Gã chọc lập tức lắc đầu, không được, không được cô ta đã nhận rồi thì nhất định phải để cô ta đến, đổi người khác liền tính chúng mày bỏ quyền, tao vẫn phải giết một người. Nghe thể vẻ mặt thạch tiêu xám xịt như cho tàn, ánh mắt nhìn ninh tịch càng ngày càng hung ác, nếu không xẻ thịt con đàn bà này ra thì không thể hả được nỗi hận trong lòng. Cậu ta không cách nào hiểu nổi, người cơ trí như lục đình kiêu. Người thủ lĩnh khiến cậu ta dù có đầu rơi máu chảy cũng tình nguyện thề chết đi theo tại sao lại có thể coi trọng một con hát não tàn như thế này? Ninh tịch không thèm để ý ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của thạch tiêu trực tiếp vì tiện nhặt lấy một khẩu súng ngắn vô cùng tinh xảo trong thùng da, góc 17 của áo, là trang bị chuyên dụng cho quân đội áo, độ dài khoảng 185mm, trọng lượng vào khoảng 0,6kg, độ dài nòng súng. Nếu như tôi không nhớ nhầm chắc khoảng 114mm, băng đạn là 17 viên, tầm bắn là 72m. mươi 443, thế nào? Tôi nói có đúng không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không chỉ Thạch Tiêu ngay cả Hùng Trí lẫn gã mà Thạch Tiêu mang đến cũng mặt mày xám xịt, nói cho dễ nghe một chút thì cô ta là diễn viên, nói khó nghe hơn chẳng qua chỉ là một con hát hạ đẳng, sao biết những thứ này được, đúng là nực cười. Con đờ sao thối tha ở đâu ra thế, mày muốn hại chết bọn tao hay sao, mày là diễn viên đúng không, mẹ nó, sao đờ sao đi tìm đạo diễn, nhà làm phim mà chơi quy tắc ngầm, ăn no rừng mỡ chạy đến đây ăn nói lung tung làm cái gì, mày tưởng đây là sân khấu nhà mày đấy hả? Cái gã mà Thạch Tiêu mang đến giờ trong đầu đã nổi lên suy nghĩ giết Ninh Tịch. Nhưng Ninh Tịch vẫn tiếp tục cầm khẩu súng xem xét một hồi, loại súng lục này thế mà cũng lấy ra chơi được, bây giờ đại đa số nhân viên FBI của Mỹ đều đang dùng cái này đấy. Nói rồi quảng khẩu Glock 17 của áo sang một bên. Đám Thạch Tiêu chỉ biết đến những vũ khí nào có khả năng xuyên thấu, sát thương mạnh chứ mấy món đồ chơi như súng lục này. Cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng Ninh Tịch nói có bài có bản, nhưng trong mắt của Thạch Tiêu, Ninh tịch bất quá chỉ là một con hát, một con hát thì làm sao mà hiểu được súng ống. Thế nào, tôi nói có đúng hay không? Trong lúc đám thạch tiêu còn đang thấp thỏm bất an thì Ninh tịch đã quay ra nói với tụi đầu chọc. Khóe miệng gã chọc đó nhếch lên, những gì cô ta nói đều đúng, thậm chí ngay cả đặc tính và ưu khuyết điểm của khẩu Glock 17 này cũng nói rất chi tiết, như thể trước đây cô ta từng tiếp xúc với loại súng này. Ha 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 ha, thông minh phết nhỉ, trò chơi của của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô em tiếp tục đi. Gã chọc cười to. Nghe gã chọc nói thế, đám người hùng trí có hơi sững sờ, vừa nãy con nhỏ diễn viên đó nói đúng rồi hả? Mẹ nó chứ, nguy hiểm quá đi mất, gã thạch tiêu đưa đến giường như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nếu như cô ta đã là diễn viên có lẽ đã từng diễn những cảnh đấu súng rồi, chắc chắn là vì yêu cầu của phim nên trước đây cô ta đã tiếp xúc với loại mấy loại súng lục gì gì đó này. Thạch tiêu và hùng trí hình như cũng cảm thấy người đàn ông đó nói cũng có lý, dù sao Ninh thì cũng là một diễn viên, Khó trách khỏi cũng sẽ tiếp xúc đến những bộ phim hành động có liên quan tới súng đạn, có lẽ là do trước đây từng tiếp xúc với mô hình khẩu Glock 17, bên đoàn phim yêu cầu cần phải nắm vững kiến thức về loại súng này cho nên cô ta mới có thể nói ra một cách chính xác như thế. Thật quá nguy hiểm, cùng chí hít một hơi thật sâu, nếu như Ninh Tịch mới nãy nói sai dù chỉ là một chữ, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi yêu cầu đổi người, Thạch Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Ninh Tịch biết khẩu Glock 17 này chắc chắn là mèo mù vớ cá rán. Nếu tiếp tục chơi nữa cái mạng nhỏ của bọn họ rất có khả năng sẽ đi tong luôn tại đây. Đúng đúng, đúng, đổi người, nhất định phải đổi. Người đàn ông thạch tiêu dẫn đến liên tục phụ họa, để bọn họ làm dù sao cũng tốt hơn là để một đứa diễn viên hạng ba làm. Kể cả có sai đi chăng nữa, số phận vẫn là do bọn họ quyết định, không cần thiết phải giao cái đầu của mình cho một con diễn viên. Nếu như đổi người thì tương đương với bỏ quyền, chúng mày có chắc không? Nếu chắc thì tao sẽ bắt đầu giết heo đấy. Vẻ mặt tên chọc tràn đầy nhìn ngấm, đây là trò chơi giữa mèo và chuột, đợi khi hắn ta chơi chán rồi thì sẽ tới lượt hỏng súng của hắn. chương 444, đừng có kết luận vội. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Trong trò chơi này, gã ta chính là chủ trò, mọi thứ đều do gã quy định. Cái gã do thạch tiêu đưa đến tức điên lườm ninh tịch một cái, hung tợn nói, nếu như lần này chúng tao có thể sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi đây rồi, tao nhất định phải lột ra mày. Ha ha, tao thích nhất là nhìn lũ lợn chúng bay tự giết nhau nhưng mà có thể sống mà ra khỏi đây được hay không không phải là do mấy con lợn chúng mày quyết định nếu không muốn chết thì bay giờ thì tiếp tục cho tao gã cho cười lạnh nói thạch tiêu và hùng chí siết chặt nắm đấm nhưng với tình hình trước mắt bọn họ lại chẳng thể làm gì trong đầu chỉ có thể cầu nguyện sao cho viện binh mau mau đến nếu không thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây ninh tịch bình thản như không nhặt một khẩu khác lên loại súng cổ thế này mà mấy người cũng có xem ra các người cũng tốn không ít sức lực cho trò chơi này đấy nhỉ. Gã chọc không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười khó hiểu, Còn người màu vàng kim nhìn chầm chầm vào ninh tịch. Tao không tin mày có thể nhận ra được khẩu súng này. Alice đứng đằng trước gã chọc lạnh lùng trào phúng, ninh tịch đột một ngẩng lên nhìn thẳng vào Alice, tao quả thực không nhận ra khẩu súng này. Thạch Tiêu và Hùng Chí lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến kết quả này. Con đờ sao thối tha này, tao giết chết mày. Tinh thần của cái gã Thạch Tiêu đưa đến hoàn toàn sụp đổ, gã ta cho rằng mình bị con hát này hại chết, tất cả mọi lỗi lầm đều là do con ả này. Đoàng, đúng lúc cái tên đó đang định bổ nhào về phía Ninh Tịch, họng súng đen ngòm của gã chọc đã lóe ánh lửa chói mắt, một phát đạn xuyên thẳng xuống sàn trước mặt gã, gạch đá vỡ vụn tung tóe khiến cho mọi người giật mình hoảng sợ. Sống chết của chúng mày không đến lượt chúng mày quyết định. Tao muốn đứa nào chết trước thì thằng đó phải chết, mày muốn phá hỏng quy tắc trò chơi của tao hả? Con lợn ngu xuẩn này gã chọc cười quỷ quái nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó tiếng súng ngay lập tức đã khiến gã kia tỉnh táo lại mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người lắc đầu lùi ngay về phía sau không dám ho he câu nào nữa tao thích nhất là những con lợn nghe lời thấy vẻ mặt thái độ của gã đàn ông nọ tên chọc rất hài lòng gật đầu sau đó nói với ninh tịch nếu như mày đã không nhận ra được vậy thì bọn tao đành tuân theo nguyên tắc của trò chơi vậy ha 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 nhưng ninh tịch lại lắc đầu đừng có kết luận vội hử tên chọc không hiểu lắm Tuy rằng chưa bao giờ gặp loại súng này nhưng mà nòng súng và xúc cảm của khẩu súng này. Cộng thêm cả bề ngoài đặc biệt thì lại chẳng khó đoán. Ninh Tịch Lơ đánh nói, đoán, vào lúc này không chỉ là Thạch Tiêu và Hùng Chí, ngay cả mấy gã ngoại quốc kia cũng ngẩn ra, con nhỏ này thế mà lại dám đoán, chẳng lẽ thực sự không sợ chết. Ninh Tịch ước lượng khẩu súng nhỏ trong tay, áng chừng sức nặng khoảng 1.000 độ dài chắc khoảng 18mm, được cải tạo bằng thép carbon đặc biệt, sau đó tiếp tục được gia công bằng kim loại đặc thù, cỡ nòng vào khoảng 0.46 inch, dài khoảng 12mm, nòng súng đặc biệt. Chỉ dùng đạn Smith Wesson có đường kính 0.45 inch. chương 445, đổi cách chơi khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Loại súng này băng đạn chỉ có 12 phát đạn, thiết kế thuộc về thời kỳ đầu, tuy rằng tao chưa bao giờ gặp, nhưng cái thứ đồ cổ như thế này dễ đoán lắm, tao dám khẳng định. Đây chính là khẩu P229 mà xích của Đức Thu mua năm 1991, được gọi là súng lục P229 của Đức. Ninh Tịch thản nhiên, nói rồi quẳng khẩu súng trong tay sang một bên. Bây giờ trong đầu Thạch Tiêu và Hùng Chí đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa rồi, chỉ đành nghe theo số trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Ninh Tịch cũng đã từng tiếp xúc với khẩu súng này lúc đóng phim, cũng may mắn như lần trước. Đương nhiên trong đầu bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, nếu thật sự không xong thì sẽ liều mạng với đám người đó, giết được đứa nào hay đứa ấy, dù sao thì bọn họ cũng không còn đường sống nữa rồi. Thế nào, không sai chứ, Ninh Tịch nhìn gã đầu chọc đang im lặng, một lúc lâu sau, gã chọc mới lạnh lùng nói, tao vừa mới nghe chúng nó bảo, mày là một diễn viên. Không sai, Ninh Tịch không phủ nhận, cho dù là trước kia như thế nào, bây giờ cô chỉ là một diễn viên dùng thực lực và sự cố gắng của mình phấn đấu đạt được mục tiêu. Vậy thì trả trách, mày là một diễn viên chắc đã diễn qua không ít những phim hành động rồi nhỉ, cho nên mới biết tất cả chỗ súng này, nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ. Gã đầu chọc tự phân tích tự hiểu, diễn viên, thứ vô dụng chỉ có thể bán chính thân thể của mình để. Làm những cái giao dịch ghê tởm đó hả, giết những con lợn ghê tởm như mày bằng tay không là sướng nhất. Alice liếc ninh tịch với ánh mắt chán ghét, hi hi, Alice thân yêu của tôi ơi, anh đây cũng chơi chán rồi, không bằng chúng ta đổi cách chơi khác đi, em nói xem, chơi trò gì thì thú vị hơn. Gã chọc nhìn về phía Alice, ánh mắt cực kỳ mờ ám. Mày chả phải thích xem bọn chúng đấu đá lẫn nhau còn gì, vậy để chúng tự giết lẫn nhau đi, như thế còn thú vị hơn đấy cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cô em nói không sai, gã chọc đứng dậy, gương mặt cười còn nhìn chầm chầm vào kẻ mà thạch tiêu đưa đến, con lợn kia, vừa nãy không phải mày muốn giết con ả kia sao, giờ cơ hội đến rồi đấy, mày giết chết nó đi, tao sẽ suy nghĩ việc cho mày một cơ hội sống, thế nào, cơ hội quý giá như thế, đừng có bỏ lỡ. Gã kia nghe xong thì có chút dao động, kinh ngạc nói, mày, mày nói thật chứ, nếu, còn chưa nói hết, gã chọc đã cười khẳng khặc, đương nhiên chỉ cần mày làm theo quy tắc vậy thì mày sẽ có cơ hội sống. Được, một lời đã định, trong mắt gã hiện lên vẻ hung tàn, chỉ cần có thể sống tiếp thì cái gì cũng được. Chẳng qua chỉ là một con hát, giết chết nó chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Mày sao 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 sao, sao dám, đột nhiên hùng trí gầm lên, giống như một con thú hoang đang giận dữ. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi im đấy ngoan ngoãn xem vở kịch này cho tao, bằng không tao bắn vỡ sọ mày ngay. Một tên ngoại quốc khác giơ súng chĩa thẳng vào đầu hùng trí chương 446, tôi cũng có quy tắc của tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cùng chí siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Boss đã ra chỉ thị cho cậu, nếu cậu không thể hoàn thành thì dù có giữ được cái mạng ở đây cũng không cách nào đối mặt với đại boss lục đình kiêu. Ngoan nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ chưa tới lượt chúng mày lên thất đâu, nhưng mà nếu chúng mày không nghe lời, không muốn hợp tác. Vậy thì mọi thứ khó nói rồi ha 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 tên chọc tỏ vẻ đã nắm chắc mọi sự trong tay. Thạch tiêu, Boss đã dặn bằng mọi giá phải bảo vệ ninh tiểu thư an toàn, cậu không được dung túng thủ hạ làm ẩu. Cùng chí không thèm để ý đến tên chọc kia, gầm lên với thạch tiêu. Lông mày thạch tiêu nhăn tít lại, tuy nói cậu ta không thích hả đàn bà ngu xuẩn kia nhưng cũng không đến mức muốn cô ta chết. Không được phép ra tay, thạch tiêu nhìn về phái tên kia quát lên, mẹ kiếp, trong mắt tên kia giấy lên sự tàn bạo, gã ta nhổ một ngụm nước miếng lên đất, con bà mày nói ít thôi thạch tiêu là mày mang chúng tao tới cái kho quân dụng này cái gì mà boss ở đây tự mày nhìn cho rõ xem ở đây có cái chó gì là mai phục ngay cả mạng tao cũng sắp mất đến nơi rồi đấy chỉ là một con đĩ thôi mà à ta chết có thể đổi một mạng cho tao đó là vinh hạnh của à để giữ được mạng sống giờ có bảo gã giết chết thạch tiêu gã cũng không chút do dự đừng có nóng mày có luật chơi của mày thì đương nhiên tao cũng có luật chơi của tao ninh tịch nhếch miệng lộ ra một nụ cười mê người rút ra một khẩu súng lục con lợn thối, mày muốn chết à? Đổi luật chơi rồi, bây giờ không được dùng súng, mau bỏ xuống. Alice đứng bật dậy, Alice yêu dấu, những khẩu súng đó đều không có đạn, không cần để ý. Tên chọc cười ha hả, Alice nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi ngồi về chỗ cũ. Chúng mày biết không, đây là khẩu Beretta 92F của Ý, đồ chuyên dụng của lính Mỹ. Ninh tịch mở ra băng đạn chống không, nhẹ giọng nói. Không sai, đấy chính là khẩu Beretta của Ý, nhưng thế thì sao, trò chơi đã kết thúc, cho nên, mày có nhận được khẩu súng đó hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau, chúng mày đều sẽ chết. Chúng tao sẽ ngồi nhìn chúng mày giết nhau, ha ha ha. Vẻ mặt tên chọc dần trở nên bệnh hoạn, nhưng Ninh Tịch lại lắc lắc đầu, chỗ hay của khẩu súng này là có thể dùng được. Lời của Ninh Tịch còn chưa nói xong thì tên do Thạch Tiêu mang đến đã lao lên như một trận gió nhào về phía cô. Con đĩ, mày đi chết đi, tất cả các loại đạn. Ninh Tịch vừa nói xong cả người gần như bật lên, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin của mọi người cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tên kia. Học, khuôn mặt của tên kia lập tức rúm gió lại, khóe miệng không ngừng co giật, há mồm nôn ra một bãi nước sền sệt, lảo đảo ngã về sau mấy bước, nhưng Ninh Tịch đã nhanh chóng túm bả vai gã lại. Ầm, um, tên áo trắng thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Ninh Tịch hung hăng đạp trên mặt đất. Cùng lúc đó Ninh Tịch móc ra mấy viên đạn, lấy tốc độ nhanh như chớp tra đạn vào băng đạn một cách hoàn mỹ. Chương 447, kỹ thuật bắn súng. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. A, à, tên kia ôm đầu kêu thảm thiết, sức mạnh cùng kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch đã vượt quá xa so với dự liệu của gã, thậm chí khiến gã không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Con đĩ đó mà là một diễn viên sao? Trông ngoan hiền dịu dàng thế mà sao lại có thân thủ đáng sợ như vậy? Mẹ, đùa cái gì vậy? Lúc này Ninh Tịch đã sớm lên nòng khẩu Beretta 92F, hơn nữa còn đủ cả bảy viên trong băng đạn. Lúc trước Ninh Tịch cũng đã sớm phát hiện toàn bộ những khẩu súng này đều không có đạn, đám người kia cũng chẳng ngu đến độ để đạn trong súng. Cho nên lúc cầm lấy khẩu súng thứ nhất cô đã sớm suy nghĩ đối sách. Lúc đầu giả vờ nhận biết khẩu đầu tiên là để kéo dài thời gian, là hành động bất đắc dĩ, lần thứ hai là để những tên mũi ló kia buông lỏng cảnh giác, còn lần thứ ba thì cô đã chuẩn bị xong đối sách. Cái nơi hỗn loạn như Philadelphia này thì cư dân ở đây đã sớm hình thành một thói quen, đó là sau khi nạp đầy đủ đạn cho súng của, mình rồi thì sẽ mang dư thêm mấy viên dự bị, phần lớn để đặt ở túi áo ngực để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, thế nên Ninh Tịch sớm biết chắc trong túi áo cái gã đang nằm dưới chân cô có đạn. Mấy tên mũi lõ này quá mức tự đại không hề bắt gã giao nộp vũ khí, dường như cho rằng đã chắc chắn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ban đầu cô định trực tiếp đoạt đi súng của gã nhưng chỉ có điều cuối cùng vẫn phải bỏ ý định này đi. Khẩu súng gã cầm là một khẩu súng tự chế, bất luận là tầm bắn, lực xuyên thủng, độ chính xác cô đều không nắm được. Nếu tùy tiện cầm một khẩu súng bản thân không biết rõ dùng lỡ xảy ra sai lệch nào thì cô cùng đám hùng chí phải chết là điều không thể nghi ngờ. Mà may mắn làm sao, trong cái dương lại có một khẩu Beretta 92F của Ý mà cô thích nhất. Ninh tịch có thể đảm bảo nếu cô dùng khẩu súng này thì có đến 80% có thể giải quyết mối nguy lần này. Thạch tiêu cùng hùng chí trợn mắt há mồm, một đòn kia của ninh tịch quả thật quá đẹp, ai có thể ngờ dưới vẻ ngoài nhu nhược kia có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến vậy. Lúc này Ninh Tịch cầm khẩu súng đã được nạp đủ 7 viên đạn nhắm ngay vào tên chọc. Đồ con lợn, đồ con lợn, giết chết con đĩ đó cho tao. Tên chọc tức điên hết cả người, hắn bị một con hát chĩa súng vào đầu. Hơn nữa khẩu súng kia còn có đạn. Chỗ ăn điểm của khẩu mươi 92F này chính là nó gần như sử dụng được đến 90% những loại đạn thông dụng ở Philadelphia, hầu như không bao giờ xuất hiện trường hợp đường kính viên đạn không khớp với ổ đạn. Tên chọc vừa gào thét vừa nhanh chóng rời khỏi tầm bắn của Ninh Tịch hắn muốn nổ súng trước để giật lấy cơ hội giết chết cô. đối với khả năng bắn súng của mình thì hắn ta rất có tự tin. chỉ có điều hắn không thể ngờ tới là súng của hắn còn chưa ngắm vào Ninh Tịch thì cô đã nổ súng trước. Đoàn một tiếng vang nặng nề truyền khắp kho quân dụng gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên thì chỗ nghi tâm của gã chọc đã có thêm một lỗ máu. ầm uhm, gã chọc hét lên rồi ngã gục xuống đất co giật một hồi rồi nghèo. đến tận lúc này Ninh Tịch vẫn không cho gã chọc kia nửa ánh mắt tầm nhìn của cô vẫn rơi vào đám thạch tiêu cùng cái tên đang ôm đầu trốn sau lưng cậu ta. Đó là cách bắn súng gì? Sao không cần nhìn mà? Hùng trí rung động, không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. chương 448, tốc độ tay của cô quá nhanh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Không chỉ hùng trí mà ngay cả thạch tiêu cũng nghệt mặt ra, chuyện này. Chuyện này đã vượt qua tính toán của cậu ta, cô ta thật sự chỉ là một diễn viên thôi sao? Mới lúc nãy chúng mày nói cái gì ninh tịch giống như một ngọn núi băng, lạnh đến nỗi khiến đối phương dựng đứng lông tơ. Con đĩ, giết chết tao, mấy tên người ngoại quốc lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức giơ súng lên, hướng về phía ninh tịch bóp cò. Đoàn, 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 lại mấy tiếng súng trầm thấp vang lên, mấy tên ngoại quốc đang cầm súng kia bỗng đôi mắt đột nhiên trợn trắng, một dòng máu đỏ thấm chảy xuống từ mi tâm. Sau đó thân thể đồ sộ của bọn họ từ từ ngã xuống đất, súng trong tay cũng bị văng đi thật xa. Nhanh, Quá nhanh, ninh tiểu thư, tốc độ bắn của cô ấy quá nhanh, Hùng Trí không nhịn được thán phục, sau đó lại bổ sung, đâu chỉ có tốc độ nhanh, độ chính xác cũng đạt đến trình độ đáng sợ, khoảng cách này, vừa đúng là tầm bắn cực hạn của khẩu Beretta 92. Không thể nào, cô ấy chỉ là một diễn viên, cô ấy, cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Một diễn viên mà có bản lãnh thế này sao? Dẫu cho bị đánh chết Hùng Trí cũng tuyệt đối không tin. Giây phút này Hùng Trí thực sự không biết rốt cuộc là Boss đang nghĩ cái gì. Một cô gái như này còn cần cậu ta tới bảo vệ sao? Người như Ninh Tiểu Thư cần sự bảo vệ của người khác sao? Kêu cô ấy đi bảo vệ người khác nghe còn thuận tai hơn. Thạch Tiêu khẽ hé miệng tựa như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi một lời. Từ đầu đến cuối Ninh Tịch không hề nhìn đám mũi ló kia dù chỉ nửa con mắt, khẩu súng trong tay nhìn thì có vẻ bắn lung tung nhưng sự thực đã chứng minh, mấy tên kia còn chẳng có cơ hội mà nổ súng, chớp mắt qua đi cũng chỉ còn duy nhất một người còn sống là cô gái tên Alice kia. A, à, tên áo trắng cái gã thạch tiêu mang tới lúc này vẫn đang ôm đầu gào rú giống như tiếng heo bị chọc tiết ngứa cả mắt cút ninh tịch đá mạnh một phát tống tên kia ra mấy thước thạch tiêu và hùng trí thấy thế cũng không dám thở mạnh nhất là thạch tiêu mặc dù không bị choáng trước sức mạnh và kỹ xảo cận chiến của ninh tịch nhưng trong tay cô ta còn có súng mày may mắn lắm đấy nếu như là mấy năm trước mà mày dám nói với tao kiểu đấy thì giờ này mày đã đi bốc đất rồi đấy ninh tịch liếc nhìn thạch tiêu một cái ý của tôi cậu hiểu chứ tôi tôi hiểu thạch tiêu cắn răng nhưng cuối cùng gật đầu nhượng bộ bản năng của cậu ta mách bảo mình không dây nổi người phụ nữ này ninh tiểu thư mau đánh chết con kia đi cùng chí thấy alice còn sống liền vội vàng nói ninh tịch nhìn về phía alice mày mới nói tao cái gì nhỉ chỉ biết bán thân thể mình giết tao chỉ bằng tay không alice lạnh nhạt nói ở trong mắt tao mày chẳng là cái thá gì cả đồ con lợn nói xong cô nàng nhanh tay rút súng ra đoàng nhưng mà họng súng của ninh tịch lại toát ra ánh lửa trước Alice hét lên một tiếng kinh hãi, tốc độ của ninh tịch quá nhanh, nhanh hơn cô nàng nhiều lắm, trực tiếp đánh rớt súng trong tay Alice, văng liền mấy mét. Quá lợi hại, giết chết hả à ta đi, cùng chí hưng phấn tới nỗi thiếu điều cầm hai chùm bông đứng ra cổ vũ ninh tịch. Hết đạn, ninh tịch ném khẩu súng đã hết sạch đạn sang một bên. Vừa hay, chúng ta cũng cần một người sống, chương 449, đừng sợ, tôi đã ở đây rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Muốn chết, Alice giận dữ trợn trắng mắt, cô ta bắt đầu lao nhanh như một cơn gió, ra tay chấp nhoáng đánh một quyền về phía ninh tịch. Đai đỏ đen, mà cũng dám phách lối như vậy sao? Ninh tịch lắc đầu một cái, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không coi Alice ra gì. Cẩn thận, con điên đó rất lợi hại, hùng chí không nhịn được mở miệng nhắc một câu. Vừa dứt lời đã thấy đùi phải ninh tịch đột nhiên nâng lên vô cùng linh hoạt, qua lại mấy chiêu sau, các đòn đánh ra vừa nhanh vừa mạnh ngay lập tức đã hình thành hai thế đối ngược alice vừa áp sát tới gần ninh tịch đã bị đánh khuỵu một chân xuống chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn ninh tịch nhân cơ hội đó lập tức đưa chân bổ thẳng xuống đỉnh đầu của alice alice lập tức mất đi toàn bộ chi giác thân thể cô nàng ngã vịt xuống đất y như một đống bùn nhão nhoét bất tỉnh bất tỉnh cùng chí kinh hãi ninh tịch chỉ dùng một chân đã khiến ả đàn bà ngoại quốc kia nóc ao quên nói cho mày biết chị đây là đai đen cửu đẳng ninh tịch liếc alice đã chìm vào hôn mê lạnh lùng nói nhìn một màn trước mắt thạch tiêu với hùng chí trố mắt nhìn nhau cả hai đều ngẫn mặt ra, bọn họ cũng đã sợ đến chết lặng. Ninh tịch, ngay tại lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Âm thanh này, lục đình kiêu, xong đời rồi, boss đại nhân, ninh tịch lập tức cười tươi như hoa tung tăng chạy đến cạnh người đàn ông kia, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn không mất miếng thịt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh không sao cả. Tốt quá, em, vào lúc này sắc mặt lục đình kiêu cực kỳ khó coi, cả người giống như đang chìm trong dung nham phun trào, ai cho em tới đây ninh tịch lần đầu tiên thấy bộ dáng lục đình kiêu tức giận đến dọa người như vậy vừa bị mắng đã lập tức ôm lấy bả vai của lục đình kiêu boss đại nhân anh đừng đáng sợ như vậy mà lục đình kiêu nghiến răng nghiến lợi em còn biết sợ ninh tịch trò trọt hai ngón tay trỏ vào nhau làm bộ dạng đáng thương yếu ớt nói làm sao mà không sợ cho được người ta dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi mà vừa rồi suýt chút nữa sợ chết người ta rồi bắp chân cũng run lẩy bẩy rồi đây này boss đại nhân anh đừng mắng người ta nữa mà cầu an ủi cầu xoa xoa thạch tiêu hùng trí cô gái này bị quỷ nhập à rõ ràng vừa nãy còn là bộ dạng phách lối muốn chết sợ hãi chỗ nào boss gặp quỷ mới tin cô ta nha em lục đình kêu nhìn cô gái đang làm bộ dạng đáng thương tuy ngọn lửa trong lòng đang cháy hừng hực nhưng cũng chỉ có thể gắng mà nuốt xuống hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi đưa tay xoa đầu cô gái đừng sợ tôi đã ở đây rồi ninh tịch thở phào một cái thật dài âm thầm vỗ vỗ ngực may quá cuối cùng cũng thoát một kiếp boss đại nhân nổi giận thật đáng sợ quá đi. Sau đó lại tiếp tục chớp chớp con mắt ươn ướt, ưm ưm ưm. Vừa thấy boss đại nhân đã hết sợ rồi, chỉ cần, chỉ cần anh đừng mắng người ta thôi. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi nhất thời thất thố, lần sau không thế nữa. Thạch Tiêu, Hùng trí, mắt chó của tôi, đây là ai, đây là đại boss Lục Đình Kiêu của bọn họ sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây không phải boss của bọn họ, mà là một cảm bẫy khác của bên đối địch đúng không? Người duy nhất bình tĩnh ở đây chỉ có Trình Phong, anh đẩy kính mắt trên sống mũi tỏ vẻ, chỉ có đám người thiếu hiểu biết như mấy người mới có thể kinh ngạc như thế. chương 450, Giả Heo Unbox, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Rời khỏi kho quân dụng, biết Lục bình Kiêu không có việc gì thì Ninh Tịch cũng bình tĩnh lại, tập trung ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Philadelphia, lần trước tới, nơi này vẫn còn là một thành phố phồn hoa. Bây giờ chỉ còn là một đống tan hoang còn lại sau chiến loạn, Lúc Ninh Tịch nhìn cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn kín đáo khóa chặt trên người cô. Anh hoàn toàn không ngờ được Ninh Tịch lại xuất hiện ở đây, ở một nơi nguy hiểm như thế này. Cái khoảnh khắc tính mạng của mấy kẻ kia trôi đi trên họng súng của cô, cái khoảnh khắc cô dùng một chiêu hạ gục ả ngoại quốc. Kia, cái ánh mắt lạnh lùng, khí thế hung tàn đó khiến anh chút nữa không nhận ra cô, tựa như đấy là một người hoàn toàn xa lạ. Anh biết, cô gái kia vẫn là Ninh Tịch, có điều đó là cô của quá khứ, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của cô chạy như bay đến cạnh mình, lại ra vẻ vừa tội nghiệp vừa sợ sệt thì anh đã biết, cô vẫn là cô gái của đời anh. Trong lúc vô tình, Ninh Tịch Nhiên đầu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia của Lục Đình Kiêu, không kìm được nuốt nước miếng, ực. Boss đại nhân, anh nhìn tôi làm gì? Chắc không phải định tính sổ với tôi chứ? Anh đã bảo là không tức giận rồi mà. Lục Đình Kiêu thu hồi suy nghĩ, tôi còn có chút việc cần làm ở Philadelphia, em về nước trước hay là đi cùng tôi? ninh tịch suy nghĩ một chút rồi đáp luôn tôi đi cùng anh nói xong còn giải thích một câu dù sao mấy ngày này tôi cũng chẳng bận cái gì vất vả lắm mới tới đây một chuyến thôi thì đi dạo quanh một chút coi như là đi du lịch lục đình kiêu nghe vậy thì ngước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lên nhìn cô giọng nói cũng lạnh mấy phần nếu em muốn đi cùng tôi vậy thì mấy ngày này phải hứa rằng không được rời khỏi tầm mắt của tôi hả ninh tịch đau khổ vậy chẳng phải là muốn tôi buồn chết sao sắc mặt lục đình kiêu trong nháy mắt đen xì Ninh tịch thấy vậy vội vàng sửa giọng, không có không có. Cùng đại boss ở chung làm sao mà buồn cho được, có thể bầu bạn với thánh giá chính là vinh hạnh trời cho của người ta mà. Chỗ ngồi sau xe, hùng trí ho nhẹ một tiếng, đè thấp âm thanh nói tịch tiểu thư. Chắc cô ấy không phải bị tâm thần phân liệt chứ. Thạch tiêu liếc nhìn cậu ta một cái, phân cái rắm. Đến giờ cậu còn không nhìn ra sao, rõ ràng cô ấy đang giả heo ăn thịt hổ. Hổ, hổ ở đây là boss sao? Đầu óc hùng trí vẫn mơ hồ, vậy thì thái độ của Boss với tịch tiểu thư phải. Phải giải thích thế nào? Lần này Thạch Tiêu không phản đối nữa mà nghẹn nghẹn lầu bầu nói, sao tôi biết được, tôi cũng sợ đến đái ra quần đây. Lúc trước suýt nữa Thạch Tiêu còn cho rằng Boss bị người khác giả mạo nữa là. Trình Phong đang vùi đầu xử lý văn kiện rốt cuộc cũng không nghe không nổi nữa, FA như hai cậu thì biết cái gì, đây là sức mạnh của tình yêu. Xe chạy thẳng đến khu an toàn, Lục Đình Kiêu dẫn Ninh Tịch về phòng mình trong khách sạn, Đầu tiên là để cô ngồi xuống ghế salon, sau đó ra sân thượng gọi điện thoại. Một lát sau Trình Phong đưa máy PSP, tạp chí thời trang còn có một đống quả vặt nữa đến. Thu xếp cho Ninh Tịch ổn thỏa xong, Lục Đình Kiêu bắt đầu triệu tập cấp dưới chuẩn bị họp, chính giữa phòng họp có một cánh cửa sổ mở ra vừa vặn có thể thấy Ninh Tịch ở phòng khách đối diện. Thật đúng là hoàn toàn không rời tầm mắt của anh. Chương 451, họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn kiếp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch ngồi giữa một đống máy chơi game, đồ ăn vặt, đột nhiên có cảm giác mình là thú cưng đang chờ chủ nhân âu yếm. Một lát sau, Trình Phong, Thạch Tiêu, Hùng Chí còn có mấy người khác nối đuôi mà vào. Mấy thuộc hạ khác chưa từng gặp Ninh Tịch nên thấy trong phòng Lục Đình Kiêu có một cô gái nhỏ xinh đẹp đều rất kinh ngạc. Thạch Tiêu với Hùng Chí nhìn Ninh Tịch đang ngoan ngoãn ôm tạp chí ngồi trên salon thì khóe miệng co giật. Lúc này Ninh Tịch nào có tâm tư ăn uống vui đùa chứ, cô lén lén nhìn Lục Đình Kiêu một cái, Đưa dịp anh đang chuyên tâm vào công việc thì nhanh chóng gửi cho tên khốn khiếp nào đó một cái tin nhắn họ vân kia anh là con rùa đen khốn khiếp để bày tỏ rõ ràng sự tức giận còn kèm thêm vô số dấu chấm than rất nhanh đối phương đã trả lời lại y củ cải cô dám nói lại lần nữa má còn dám uy hiếp cô cơ đấy như anh mong muốn đồ con rùa đen khốn khiếp y củ cải ninh tịch cô muốn chết ninh tịch nhìn hàng chữ này thì cả giận làm chuyện thất đức còn không cho người khác nói hả không đánh được người ta ngoài sáng thì đánh lén trong tối đó phỏng. Cái loại hành động hèn hạ vô sỉ như thế nói anh là con rùa đen còn là sỉ nhục nào đó. Đại khái là mười mấy giây sau đối phương mới trả lời lại, y củ cải. Tôi đánh lén, ninh tịch tiếp tục múa tay thật nhanh trên bàn phím rồi gửi đi, không phải anh thì là ai. Đừng bảo tôi là phi lô với Alice không phải người của anh. Lần này bên kia trả tốn mấy giây đã trả lời, y củ cải, mấy người gặp nhau. Ninh tịch hừ một tiếng, nói nhảm nếu không nhờ tôi thông minh dũng mãnh thì cái mạng nhỏ cũng mất tất nhiên đây không phải vấn đề chính đừng có mà đánh chống lảng. y củ cải hani cái này tất nhiên là điểm chính rồi cùng lúc đó tại một hộp đêm ngầm nào đó tại las vegas ánh đèn lóa mắt cùng âm nhạc đinh tai nhức óc bao phủ lấy sàn nhảy đầy óc người nhiệt tình quẩy đến đầu óc mơ mơ màng màng trong một lô ghế rộng lớn xa hoa có một người đàn ông người ý với đôi mắt xanh và mái tóc vàng tướng mạo khá đẹp nhưng ánh mắt lại có chút tà mị giờ phút này vây quanh hắn là một đám người đẹp có vóc người. Nóng bỏng say sưa uống rượu, khung cảnh vô cùng xa hoa dâm dật và thối nát. Mà ước chừng cách anh ta mấy bước là một người đàn ông phương đông có mái tóc đen tuyền. Người này ngồi một mình một ghế salon rộng lớn, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng gọn gàng mà lịch sự, trên tay còn đang đeo một chiếc tai nghe bluetooth, trên chiếc bàn đối diện đang đặt một chiếc máy tính sách tay, quanh người tản ra một cỗ khí thức người sống chớ có dây vào. Hai người này nhanh chóng tạo thành hai khung cảnh đối lập nhau. Một lát sau, Người đàn ông tóc đen nhìn về phía máy tính vẻ mặt kính cẩn gật đầu một cái, ngay sau đó thì đứng dậy đi tới trước mặt tên người ý đối diện, giọng điệu bình thản không gợn sóng, "Ngài phi Philo hành động là do chỉ thị của ngài sao?" Người đàn ông người ý nâng khuôn mặt say khướt lên, "Ừ hừ. Philo, à không sai, là tôi ra lệnh, sao vậy bạn đồng hành thân ái của tôi?" Người đàn ông tóc đen không đổi sắc mặt mở miệng, "Ngài đụng phải người không nên đụng. Người không nên đụng." Người đàn ông người ý mê man lộ ra biểu tình khó hiểu nhưng ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì chợt bừng tỉnh, cậu nói người đàn bà kia. Chương 452, chỉ vì một người đàn bà. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tên người ý vô tội giơ tay, người anh em, cái này cũng không thể trách tôi được, người tôi muốn giết là Lục Đình Kiêu, là cô ta tự đưa. Mình tới cửa lại còn giết sạch người của tôi, còn bắt Alice đi nữa. Phá hư tất cả kế hoạch của tôi nói tới đây ánh mắt tên người ý thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo những người đẹp đều bị dọa sợ không dám tới gần nữa người thanh niên tóc đen kia cơ hồ không cảm nhận được điều đó vẻ mặt không chút thay đổi nói ngài augustine ngài đã vi phạm hiệp ước của chúng ta tên người ý lảo đảo lắc lư đứng lên không chút để ý tôi cười vịn vào bả vai của chàng thanh niên nói người anh em chuyện này vốn cũng chẳng có gì satan chậm chạp không ra tay thì tôi giúp anh ta một chút chàng thanh niên tóc đen ngay lúc bàn tay tên người ý chạm đến cổ áo thì nghiêng người tránh đi như một tia chớp không chút biểu tình lên tiếng ngài augustine bởi vì ngày từ thiện hành động nên tôi sợ rằng phải chính thức thông báo với ngài bắt đầu từ hôm nay quan hệ đồng minh của chúng ta chính thức chấm dứt tên người ý nghe thế thì đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó lập tức đổi sắc mặt âm trầm nói mày biết mày đang nói cái gì sao đây là mệnh lệnh của ai xa tăng tên người ý đẩy người đẹp bên cạnh ra sắc mặt cực kỳ khó coi vậy để hắn ta tự nói với tôi mày là cái thá gì một giây sau chàng thanh niên tóc đen xoay màn hình máy tính trên bàn về phía tên người Ý. Trên màn hình chỉ thấy một căn phòng với ánh sáng mơ hồ, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon được bóng tối bao phủ lấy, chỉ có thể mơ hồ thấy chút đường nét của đầu và bóng một đôi chân thon dài. Sa tăng, mày muốn hủy bỏ hiệp ước đồng minh sao? Chỉ vì một ả à đàn bà, tên đàn ông Ý tức giận hướng về phía màn hình, gào lên. So sánh với tên đàn ông Ý đang giận dữ thì người đàn ông trong màn hình lại lười biếng như con mèo vừa mới tỉnh giấc mà tùy ý mở miệng, đúng là chỉ vì một người phụ nữ. Mày đùa tao đấy à? Tên đàn ông Ý cho rằng người thanh niên kia chỉ tùy ý mượn cớ mà thôi, hắn ta đạp ngã cái bàn bên cạnh, khuôn mặt Tuấn Mỹ lúc này giữ tợn vô cùng, hủy bỏ liên minh, hừ. Mày đã nghĩ đến hậu quả chưa? Người đàn ông trong màn hình cười khẽ một tiếng, hậu quả? Đường Dạ, cậu tới nói cho Augustin nghe đi. Vâng, chàng thanh niên tóc đen gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía tên người Ý, giọng nói lạnh như băng không mang theo chút hơi ấm nhân loại nào, bắt đầu từ giờ phút này tất cả những giao dịch giữa chúng ta đều kết thúc. Vừa dứt lời, men say trên mặt Augustine hoàn toàn tan biến, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo hết lên. Giao dịch chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc mất đi 90% con đường thu mua được súng ống đạn dược. Được, 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 đã như vậy thì tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc phản bội đồng minh. Lời vừa dứt âm nhạc trong hộp đêm đột nhiên ngừng hẳn, bảy tên đàn ông vỗ bàn đứng dậy dương họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đường dạ. Bây giờ chỉ cần Augustine hạ lệnh một tiếng thì đường giả sẽ bị bắn cho thành cái rổ. Nhưng mà vào lúc này đường dạ bỗng nhiên chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng xuống, sau đó đứng lên chỉnh lại tay áo, đợi đến khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Augustine, ánh mắt vốn lạnh lùng đã biến thành điên cuồng quỷ quyệt, thậm chí là biến thái ngay cả giọng nói cũng tăng thêm mấy phần tà ý Augustine, tôi nghĩ ngài đã sai một chuyện rồi. Chương 453, tiểu sư muội thân ái. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Con gà bệnh ngu xuẩn, tao nghĩ sai cái gì? Augustine hung ác nói, ngay lúc này trong máy tính chuyển đến một giọng cười khẽ cực kỳ thích thú, ha ha ha, thật là thú vị. Đường dạ, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ, nói xong thì màn hình tối đen lại, nghe được giọng nói của người đàn ông kia, Augustine không hiểu sao có cảm giác bất an. Người đang đứng trước mặt hắn là đường dạ, là cánh tay phải của Satan, là người trông coi phần cốt lõi của cả tổ chức nhưng mà, bản thân gã lại chỉ là một tên thư sinh chói gà không chặt. Loại gà bệnh này, bây giờ đang lạc giữa địa bàn của hắn, vậy thì có gì nguy hiểm, hừ, cứ coi như có mấy phần bản lĩnh thì liệu có thoát nổi những nòng súng này sao? Vẻ mặt Augustine đột nhiên bộc phát vẻ tàn bạo, hắn hạ lệnh cho thủ hạ tấn công nhưng mà ngay tại lúc mắt kính được tháo xuống thì... Đường dạ như biến thành một người khác, anh ta gần như là chỉ một chớp mắt đã di chuyển thoát khỏi những họng súng đen ngòm kia trong nháy mắt đó augustine cảm thấy toàn thân rét lạnh giống như có ma khí từ đâu bò tới quấn lấy khắp thân thể hắn nhưng chưa đến một giây sau trên động mạch cổ của augustine đã được đè lại bởi một con dao lạnh buốt cảm giác đau đớn càng khiến cho augustine thêm thanh tinh muốn giết tôi thì ít nhất cũng cần một tiểu đổi đặc trùng võ trang đầy đủ ngài augustine thân mến hạ à, ngài đã quá coi thường đường mỗ rồi hay là nói là ngài đã đánh giá bản thân quá cao không có kính mắt che lại đôi mắt thâm thúy của đường giả không giấu nổi vẻ điên cuồng đến bệnh hoạn bên trong Mày mày mày, đường dạ, mày nghĩ cho kỹ, đối địch với tao mày sẽ có hậu quả gì? Cả người Augustine run lên, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ tới thân thủ của đường dạ đã đạt đến loại trình độ này. Augustine, để tôi nhắc cho ngài một câu, đây là Las Vegas. Đường mỗ vừa nãy đã nói rồi, cái gọi là hậu quả, hình như chỉ có mình ngài cần cân nhắc. Đường dạ nói xong, dao găm trong tay chợt lóe lên, đi kèm là tiếng kêu thảm thiết của Augustine, một bên tai của hắn ta sống sờ sờ bị cắt xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi. Đường dạ liếm khóe miệng một cái, vẻ mặt tràn ngập khoái cảm sâu xa nói, mày nên cảm ơn thượng đế, tiểu sư muội thân ái của tao không bị thương gì, nếu không. Không đợi Augustine mở miệng, từ trong hộp đêm bỗng trào ra mấy chục tên đàn ông mặc quần áo đen. Những người đàn ông kia không nói hai lời đã móc ra mấy chục cây súng hướng về thủ hạ của Augustine bắn xối xả. Chỉ trong chốc lát thủ hạ Augustine còn chưa kịp phản kháng đã chết như ngả dạ. Vào giờ phút này vẻ mặt Augustine xám như cho tàn, Quả nhiên người bên cạnh xa tăng không một ai có thể xem thường, lần này hắn ta đã phạm phải sai lầm chí mạng. Đường dạ đeo kính lên, một người đàn ông cung kính dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng hình vuông. Đường dạ nhận lấy lau lau tay khôi phục lại vẻ lịch sử tao nhã, Augustine, hôm nay coi như cho ngài một bài học, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ. Augustine ôm lỗ tai đầm đìa máu tươi gật đầu lia lịa, ánh mắt kinh hoàng tôi. Tôi biết, tôi lập tức rời khỏi lá Vegas, vĩnh viễn không trở lại. chương 454, tâm phục khẩu phục. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cảm ơn ngài đã phối hợp, đường dạ nói xong liền mang những người đàn ông mặc đồ đen kia đi thẳng ra ngoài. Augustine giận run lên, món nợ này, một đám da vàng mặt hạc, ngày nào đó tao sẽ cho tất cả chúng mày xuống địa ngục. Lời của Augustine vừa ra thì thân mình đường giả dạ khẽ nhúc nhích, dao găm trong tay phóng nhanh ra như một mũi tên. À, Augustine còn chưa kịp biết phát sinh cái gì thì cái tai còn. Lại của hắn đã rơi xuống đất đánh cái bẹp. Augustine, xem ra lỗ tai của ngài chỉ là món trang sức thừa thãi mà thôi. Đường dạ hài lòng quay lưng rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của Augustine và những thi thể trồng chất. Philadelphia, bên trong khách sạn, gửi tin nhắn xong ninh tịch bực mình quăng di động đi. Đối phương nhắn lại một câu đây là điểm chính thì không thấy nhắn lại nữa. Cái cảm giác mình như con rối gỗ lúc nào cũng có thể bị người ta điều khiển, lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi thật sự là. Lần này là cô may mắn, nếu như lần sau gặp đối thủ càng khó giải quyết hơn thì thế nào? Ninh tịch ngẩn ngơ nhìn lục đình kiêu lạnh lùng ở phía sau khung cửa, trong đôi mắt thoáng qua một tia u ám, không được. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế này được. Vốn đang tập trung xử lý công việc lục đình kiêu lại đột nhiên bỏ qua những lời báo cáo của thuộc hạ, quay sang nhìn về phía ninh tịch. Ninh tịch lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ra dáng em bé ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Nghĩ nghĩ một chút thì lấy tờ giấy trắng với cái bút gần đó lẹt xoẹt viết một hàng. Boss đại nhân, tôi có thể đi vệ sinh không, nếu được thì anh dơ cái bút máy lên đi. Viết xong thì dơ lên quơ quơ cho Lục Đình Kiêu nhìn thấy. Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ đó thì khóe miệng vẫn luôn lạnh lùng bất giác hơi cong lên. Thủ hạ đang báo cáo thấy vậy thì nghẹn họng. Lục Đình Kiêu tỉnh bơ cầm cái bút máy trên bàn dơ lên, sau đó đổi tư thế mở miệng nhắc thuộc hạ một câu tiếp tục. Lấy được sự đồng ý ninh tịch liền bay đi như một làm khói, cảm giác như trở về thời tiểu học muốn đi vệ sinh phải dơ tay xin phép thầy giáo. Màn đêm buông xuống, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Thạch Tiêu vừa đi vừa nói chuyện với Trình Phong, đến giờ cậu ta vẫn có chút mông lung, cho nên là Boss đã sớm biết Hồng Trấn Hào có vấn đề nên cố ý buông thả thằng chó đó. Mục đích lần này đến Philadelphia là vì muốn dụ người đứng sau thằng đó xem rốt cuộc là ai. Trình Phong gật đầu, đúng vậy, chỉ có điều là có chút chuyện ngoài kế hoạch xảy ra, mặc dù đối phương vẫn xuất hiện như chúng ta dự đoán nhưng cũng không phải người mà chúng ta mong muốn tóm được. Kế hoạch của chúng ta bị phá rối lần này nếu không nhờ tịch tiểu thư bất ngờ xuất hiện thì mấy người không cầm cự tới lúc viện binh chạy tới đâu thật sự phải bỏ xác ở đó thạch tiêu nghe vậy thì đỏ mặt buồn bực nói nếu chết ở đó thật cũng là do tôi tài không bằng người lần này đúng là do cô ấy cứu tôi tôi không còn gì để nói tâm phục khẩu phục mặc dù chuyện lần này là trong kế hoạch của boss nhưng quả thật đều là do cậu ta thất trách boss nhiều lần dặn cậu ta làm việc không được lỗ máng ấy thế mà cậu ta vẫn không rút được kinh nghiệm dễ dàng tin tên hồng trấn hảo đó đến vậy chương 455, rõ ràng là đại ma vương quá đen. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cùng chí là người bộc trực, không có tâm nhãn thì thôi không tính, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người cậu thì đúng là sai lầm to lớn. Nhưng mà, ngay cả sai lầm này lại cũng ở trong dự tính của Boss luôn, xem ra bản thân mình vẫn chưa được Boss hoàn toàn tiến nhiệm đi. Luôn luôn tự tin về bất cứ phương diện gì, Thạch Tiêu lần đầu nếm thử mùi vị thất bại nên ủ rũ nói, trợ lý trình, nghe nói mấy người chúng ta chỉ là phần nổi trong thế lực của Boss thôi đúng không? Ngoài chúng ta ra còn một thế lực ngầm lợi hại đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi, những người ngày mới thật sự là tâm phúc của Boss. Đúng không, ngay cả một cô gái nho nhỏ bên cạnh Boss cũng có thực lực cao đến như vậy, không biết thế lực đứng đằng sau. Hát, thế mà cậu ta lại đi nghi ngờ ánh mắt của Boss chứ, hơn nữa còn nhiều lần lên tiếng chê bai, đúng là đã rốt nát ngu xuẩn lại từ kiêu tự đại. Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, trong mắt Boss ai đều cũng giống nhau, dù sao cậu vẫn còn trẻ có rất nhiều không gian để phát triển, không cần nóng." Trình Phong vỗ vai Thạch Tiêu một cái an ủi sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì tư chất của Thạch Tiêu rất cao, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình quá mức sốc nổi thế nên vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Qua bài học lần này nếu cậu ta có thể sửa đổi khuyết điểm này thì đúng là một chuyện tốt. Nhớ lại cảnh theo boss đến kho hàng, tận mắt nhìn thấy Tịch Tiểu thư bắn chết đám người kia rồi hạ gục con bé ngoại quốc kia, dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng để một người kiêu ngạo như Thạch Tiêu nói ra bốn chữ tâm phục khẩu phục thì có thể biết được cô ấy còn đáng sợ hơn so với những gì anh tưởng tượng. Cùng chí đứng một bên gãi đầu, trợ lý trình, vị tịch tiểu thư kia rốt cuộc có lai lịch gì. Với thân thủ ấy tuyệt đối không chỉ đơn giản là một diễn viên. Boss để tôi đi bảo vệ cô ấy chẳng phải đang đùa hay sao. Cô ấy có chỗ nào giống người cần được bảo vệ, thật sự là tôi nghĩ không ra, Trình Phong trầm ngâm nói, chuyện liên quan đến tịch tiểu thư tôi cũng không biết nhiều, thậm chí hôm nay thấy cảnh kia tôi cũng sợ không kém mấy người đâu. Chuyện này, hai người cứ coi như không biết gì đi, đừng có mà ngu ngốc đến nỗi đề cập vấn đề này trước mặt Boss. Tôi vẫn chỉ có một câu nói thôi, đã là mệnh lệnh của Boss thì chỉ cần nghe theo là được. Thạch Tiêu với Hùng Chí nghe thế thì đáp ứng một tiếng, không có gì dị nghị với lời nói của Trình Phong. Thấy Lục Đình Kiêu học xong, Ninh Tịch đang lim dim làm ổ trên ghế liền bỏ dậy, Boss đại nhân, ngài bận xong rồi sao? lục đình kiêu mệt mỏi nhéo nghi tâm ừ em tự chơi một lúc đi tôi đi tắm đã ừ ừ ninh tịch đảo đảo mắt sau đó ngây thơ nháy mắt một cái nói boss đại nhân vẫn cần tôi ở trong tầm mắt của ngài sao lục đình kiêu nghe thế thì hơi lảo đảo một chút ngay sau đó xoay người dùng con mắt đen sâu hút nhìn cô nếu em muốn tiếp tục hợp tác thì tôi không có ý kiến ninh tịch hừ đáng ghét quả nhiên thính của đại ma vương vẫn ngon hơn của cô hơn nữa trong đầu lại không ngừng ảo tưởng cảnh đại ma vương tắm rửa dưới vòi sen Stop stop, nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi, Lục Đình Kiêu không nhịn được tiến tới gần đưa tay xoa đầu cô, giọng nói có chút hơi khàn khàn, lần sau đừng như vậy, lực không chế của tôi không tốt như những gì em tưởng tượng đâu. Ninh tịch, lại giác thính nữa, lời nói của cô rõ ràng rất trong sáng có được không hả? Tất cả đều là do box quá đen, chương 456, có nhớ ba ba hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Lục Đình Kiêu vào phòng tắm, trong đầu Ninh Tịch không hiểu sao lại hiện lên vẻ mặt Lục Đình Kiêu lúc tức giận. Rõ ràng đã tức đến thế rồi nhưng không muốn dọa đến cô mà gắng nhịn xuống. Hơn nữa, có khả năng rất lớn là Lục Đình Kiêu đã thấy cảnh cô giết người, nhưng mà anh ấy chẳng nói cũng chẳng hỏi bất cứ cái gì, vẫn dịu dàng an ủi cô như thường lệ. Ninh Tịch ôm đầu gối, trên mặt không kìm được mà hiện lên chút ấm. Áp, à, ngay sau đó hắn giọng một cái, bắt đầu hát, "Lúc yêu anh em nào đâu có hay, gặp được anh là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, là ai luôn đứng trong gió mưa bảo vệ em." hóa ra anh là điều may mắn nhất trong đời em, hóa ra chúng ta đã đến gần tình yêu đến vậy. Mặc dù không thể ở trong tầm mắt của anh, nhưng nghe được giọng thì cũng yên tâm rồi chứ. Trong phòng tắm, Lục Đình kêu nghe tiếng hát vui vẻ của Ninh Tịch truyền đến thì trái tim vốn lạnh lẽo như băng ở nơi bắc cực, nhất thời như có ánh nắng ấm áp của vùng xích đạo chiếu vào. Ba ngày sau, tại sân bay Đế Đô, Trung Quốc, rốt cuộc cũng xong hết việc để về nước. Xuống máy bay, Lục Đình Kiêu đang muốn nói đưa Ninh Tịch về nhà trước nhưng cô đã cướp lời nói, "Boss, tôi đưa anh về nhà." Lục Đình Kiêu nhướng mày, "Em đưa tôi? Chuyện thế này hình như nên để phái nam đưa phái nữ chứ." "Có gì khác nhau đâu, ngoại trừ quan hệ giữa nam và nữ thì anh còn là ông chủ của tôi nữa mà. Tôi là nhân viên tận tâm tận tụy nhất của anh, tất nhiên là để tôi đưa anh về rồi." Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Lục Đình Kiêu về nhà an toàn cô mới có thể yên tâm. Nhìn vẻ nghiêm trang đứng đắn của cô gái nhỏ, khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nâng lên, nghe cũng có lý. Ninh Tịch gật đầu liên tục, tất nhiên, cho nên phải là tôi đưa anh về. Được, em đưa tôi đi. Có thể ở cùng cô thêm một chút đương nhiên là anh cực kỳ tình nguyện, bất luận là với phương thức nào. Sau khi lên xe, Lục Đình Kiêu lấy di động ra gõ gõ mấy cái gửi cho con trai yêu quý một tin nhắn. Một tiếng sau mở cửa sổ phòng con ra, đầu kia không nhắn tin trả lời, nhưng Lục Đình Kiêu cũng không gấp gáp, đại khái chờ khoảng 3 phút sau thì di động reo lên, nhóc con gửi ba dấu chấm than tới. Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch biết được con trai đã hiểu ý mình. Một tiếng sau, xe vừa lái đến cửa nhà, Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn một cái, quả nhiên thấy một cái đầu tròn tròn trên cửa sổ, rất nhanh vèo một cái đã không thấy đâu, một lát sau đã có một thân hình nho nhỏ chạy như bay về phía họ. Sau đó nhóc con không chút do so dự chạy vèo qua người ba ba lâu ngày không gặp mặt mà lao thẳng về phía sau. Lục Đình Kiêu bị hoàn toàn ngó lơ, không sao, đã quen rồi, thấy bánh bao nhỏ ninh tịch ngạc nhiên mừng rỡ, cô không người bế nhóc lên, đem tâm can bảo bối ôm vào lòng, ôi bảo bối của cô, cô nhớ con muốn chết. Trong nháy mắt ôm lấy tiểu bảo, Ninh Tịch có cảm giác được trở về nhân gian từ địa ngục đẫm máu, cảm giác ấm áp mềm mại đến không nỡ buông tay. Bánh bao nhỏ dính vào lòng cô như thuyền nhỏ được ra biển, như chim được bay về rừng, cả người đều vui sướng thỏa mãn cùng an tâm. Ninh Tịch đang ôm bánh bao nhỏ biểu đạt tình cảm giạt rào, đột nhiên khóe mắt liếc về Lục Đình Kiêu đang bị ghẻ lạnh phía trước. Cô bèn đỡ vai của bánh bao nhỏ dịu dàng nói, tiểu bảo à, nhiều ngày không gặp ba ba con không nhớ ba ba sao. Bánh bao nhỏ nhìn về phía Lục Đình Kiêu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. chương 457, con trai lớn khó giữ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhớ hay không nhớ cũng là một vấn đề, nhưng trước mắt cô tiểu tịch hay là nhóc cứ nói thật đi. Thầy bánh bao nhỏ sẽ đưa ra câu trả lời khiến Lục Đình Kiêu tan nát cõi lòng, ninh tịch vội vàng chặn trước khi bị kịch xảy ra, Hụ, tiểu bảo. Ba ba mỗi ngày đều đi làm vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, rất khổ cực đó con ôm ba ba một cái được hay không bánh bao nhỏ gật đầu một cái lạch bạch chạy đến cạnh lục đình kiêu cái đầu nho nhỏ ngước lên vươn đôi tay ngắn ngắn ra tỏ ý muốn bế lục đình kiêu giờ khóc giờ cười nhìn nhóc cúi người bế con trai lên rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc ngoan con trai rất nể mặt mà ngồi trong lòng anh ba giây giây thứ tư quả nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ninh tịch rồi đưa hai cái tay ngắn ngắn ra nhóc muốn cô tiểu tịch bế lục đình kiêu chỉ có thể đem con trai trả lại cho ninh tịch Has, con trai lớn khó giữ, rời khỏi lục gia, Ninh Tịch định về căn hộ nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Lâm Chi Chi nên lại quay về thỉnh thế. Đến dưới tòa nhà công ty, Ninh Tịch vô tình ngẩng đầu lên liền thấy được màn hình LED to đùng trên đầu đang chiếu hình của Tô Dĩ Mạt, là quảng cáo mới nhất của Sanen. Trong đoạn quảng cáo, Tô Dĩ Mạt thay tổng cộng 12 bộ đồ với phong cách đặc trưng của Sanen, vô cùng quý phái. Dưới màn hình LED, mấy nữ nghệ sĩ theo phe Tô Dĩ Mạt đang vây lấy cô ta, vừa ngẩng đầu xem vừa hưng phấn bình luận, Dĩ Mạt cái quảng cáo này của cô cũng quá đẳng cấp rồi khó trách vì sao sanen lại yêu cầu dĩ mặt làm người đại diệt không chỉ vì nhân khí dĩ mặt của chúng ta cao mà thử nhìn xem toàn giới giải trí này có mấy ai có thể thể hiện được khí chất cao quý yêu nhã của sanen như dĩ mặt chứ lúc này có người trông thấy ninh tịch đang đi qua liền cố ý lớn tiếng không giống mấy ai đó chỉ nhận được cái quảng cáo game rẻ rách mà cái đuôi đã ngóc lên tận trời rồi lần trước chúng ta còn gặp cô ta đi bảo ngọc hiên mua hàng đấy chứ cô nói ninh tịch hả không phải cô ta thì ai phụt chút cắt xe kia mà cũng tới Bảo Ngọc Hiên cơ à. Cũng không biết chừng là thấy dĩ mạt của chúng ta thích ngọc nên cô ta cũng phải cố mà mua cho bằng được, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua được cái đồ rẻ rách giá mười mấy vạn. Bắt trước cũng không nên thân ha ha ha, cười chết người, Tô Dĩ Mạt nghe những người xung quanh đàm luận về Ninh Tịch thì giọng điệu có chút không kiên nhẫn, sau này đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Những nghệ sĩ nghe thấy vậy thì vội vàng ngừng lại, sau đó mới rẻ dặt nói, dạ, chị Dĩ Mạt, cái đứa hạ cấp như nó sao xứng để chị Dĩ Mạt nhắc tới chứ? không nói đến, không nói đến, đỡ cho cô ta có danh tiếng chị dĩ mạt. Đồ không biết xấu hổ, phòng làm việc của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch gõ cửa đi vào, chị Chi Chi tìm em có chuyện gì không? Ngồi xuống rồi nói, Lâm Chi Chi tỏ ý bảo cô ngồi xuống sau đó nói. Em biết thương hiệu Noble không? Ninh Tịch suy nghĩ một chút, là thương hiệu nước hoa cao cấp nhất hiện nay. Lâm Chi Chi, không sai, Ninh Tịch cũng không biết tại sao Lâm Chi Chi lại hỏi tới vấn đề này, cô nghĩ một chút rồi nói ra những điều mình biết theo em biết thì đây là một thương hiệu rất đặc biệt, so với những hàng hiệu đắt tiền như Chanel, Tiffany, Armani thì độ phổ biến chỉ tập trung trong một số tầng lớp, người biết đến cũng không nhiều. chương 458, chưa đến cuối cùng cái gì cũng có thể xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Lâm Chi Chi gật đầu một cái, đúng vậy, là một nhãn hiệu ít được biết đến cũng xa lạ với rất nhiều người. Trên thực tế, nhãn hiệu này đã nổi tiếng trong giới nước hoa hơn hai thế kỷ nay, Chủ yếu được hoàng gia với các chính khách và những minh tinh hàng đầu yêu thích, đến nay đã có hơn 240 loại nước hoa được ra mắt, có thể nói mỗi một loại đều là một truyền kỳ. Trước giờ Noble chưa bao giờ mở bán công khai ở nước ta nên danh tiếng trong nước cũng không cao. Nhưng mà đoạn thời gian trước đây chị nhận được tin Noble chuẩn bị khai thác thị trường Trung Quốc, đang tính chọn người đại diện cho khu vực Hong Kông, Đài Loan, Ma Cao. Ninh Tịch chớp mắt một cái, "Chị giúp em đăng ký sao?" đã đăng ký chỉ có gửi cho họ một đoạn phim lúc em đứng trong cảnh cánh hoa rơi đợt quay thiên hạ vốn chỉ định thử thôi nhưng không ngờ vừa nãy nhận được thông báo em đã qua vòng sơ loại cái gì em qua sơ loại nhưng mà mấy nhãn hiệu cao cấp kiểu này chẳng phải nên chọn mấy ngôi sao lớn đang ăn khách như tô dĩ mạt để tấn công thị trường trong nước sao quả thật đúng là như vậy em có thể qua sơ loại chị cũng rất kinh ngạc tô dĩ mạt không tham gia thi tuyển bởi cô ta đã nhận làm người đại điện độc quyền của sanen đại diện cho tất cả các mặt hàng từ quần áo đồ trang sức cho đến nước hoa cho nên không thể nhận thêm nâu bồ nữa nhưng mà không có tổ dĩ mà thì vẫn còn các tinh anh khác trong cả nước mỗi một người đều là một siêu sao lớn áp lực cạnh tranh của em sẽ vô cùng lớn cho nên mặc dù đây là cơ hội khó có được nhưng em cũng không cần khẩn trương lần này chỉ là niềm vui bất ngờ thôi giành được thì là tốt nhưng không được cũng không có gì lâm chi chi an ủi cho dù có qua sơ loại thì lâm chi chi cũng không ôm hy vọng quá lớn chỉ là muốn cho ninh tịch đi tham gia lấy thêm chút kiến thức nhãn hàng cao cấp như thế thì vượt qua được vòng loại cũng một điểm sáng trong lý lịch của một người mới như ninh tịch vâng vâng em biết rồi chị chi chi em sẽ cố giữ bình tĩnh nhất coi như là đi có ít kinh nghiệm đi ninh tịch khiêm tốn mở miệng trên thực tế trong lòng cô cũng có dã tâm không nhỏ cho dù là tình huống bất lợi hơn nữa không tới giây cuối cùng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng rồi chị chi chi không biết lần này tìm người đại diện với chủ đề gì ninh tịch hỏi chỉ có hai chữ cao quý thời gian chuẩn bị là ba ngày ba ngày sau tiến hành casting tại los angeles ninh tịch lẩm bẩm nói ba ngày vậy là đủ rồi mấy ngày này em sẽ nghĩ cho kỹ phải làm sao để diễn đạt được chủ đề này nếu là mỹ thì cô rất quen thuộc hoàn toàn không có chút áp lực chủ đề lần này là cao quý nhất định sẽ phải dùng đến những trang phục hàng đầu nếu em có cần gì cứ nói chị sẽ cố gắng hết sức giúp em xin với công ty dạ nếu cần em sẽ nói với chị cảm ơn chị chi chi em về đây nha ba ngày sau tại sân bay los angeles ninh tịch tháo kính mát xuống nhìn cảnh tượng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt khóe miệng khẽ nhếch lên sau một năm cô lại về nơi đây cách đây một năm cô vẫn chưa có chỗ ở cố định lang thang khắp nơi sau một năm giấc mơ của cô dần bước được những bước tiến đáng kể lần này tuy lâm chi chi nói không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn đích thân đi cùng cô dẫu sao đến lúc đó cũng toàn mấy cô có tiếng trong nước cô lo lắng một mình ninh tịch không ứng phó được ninh tịch em thật sự không cần cái gì sao lâm chi chi có chút không yên lòng hỏi Ninh tịch chắc chắn gật đầu một cái, không cần gì cả, thứ em cần rất đơn giản, đã chuẩn bị xong hết rồi. chương 459, tạo hình biên cuồng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sáng sớm hôm sau, nơi diễn ra buổi casting được tổ chức tại tầng cao nhất của tòa nhà công ty Noble. Ninh tịch theo chân Lâm Chi Chi, vừa mới bước chân vào suýt nữa đã bị trói mù mắt. Bên trong tụ tập đầy những ngôi sao lớn, chỉ có lẻ tẻ mấy gương mặt mới, hơn nữa vì chủ đề hôm nay là cao quý cho nên tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ rực rỡ choi mắt. Đại đa số mọi người đều quen biết nhau, vừa vào đã khách khí hàn huyên mở rộng quan hệ, những người mới cũng nắm chặt cơ hội nịnh hót mấy người nổi tiếng hơn, vô cùng náo nhiệt. Khi Ninh Tịch xuất hiện ở cửa thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn trong nháy mắt, toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Tất nhiên không phải bởi vì Ninh Tịch quá nổi tiếng mà kinh động đến mọi người, mà là bởi vì so sánh với những nữ minh tinh gắn đá quý từ đầu tới chân thì bộ dạng của Ninh Tịch thật sự quá khác biệt. Nói là điên cũng không quá đáng. Ngày hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy bẩn thỉu màu cháo lòng, đi một đôi giày da cũ màu nâu, trên người không có bất cứ một món trang sức nào thậm chí còn không trang điểm, mái tóc rối bù cứ thế xóa tung sau lưng. Mọi người ở đây đều là những người có máu mặt, có danh tiếng, nên sau những ánh mắt khác thường thì bọn họ bắt đầu chẳng cố kỵ gì, cũng không hạ giọng mà bàn tán ngay trước mặt Ninh Tịch. Ai đây, sao ăn mặc như đứa ăn mày thế này? Có phải đi nhầm chỗ hay không? Chắc là không đi, không thấy cô ta là người do Lâm Chi Chi dẫn đến hay sao? Những người này dù không biết Ninh Tịch là ai, nhưng người đại diện vàng của Lãnh Man Vân thì có ai mà không biết. Thấy Lâm Chi Chi, những người đó đều lộ vẻ không tin nổi a. À, tôi nhớ ra rồi, cô gái ăn mặc rách dưới kia chẳng phải là nghệ sĩ mới mà Lâm Chi Chi đang dẫn dắt sao? Coi như là Lãnh Man Vân giải nghệ thì với lý lịch của Lâm Chi Chi, cô ta cũng không đến nỗi phải nhận một mặt hàng như vậy. Thịnh thế đã nghèo tới mức độ này rồi à, ngay cả stylist cũng thuê không nổi. Thịnh thế làm sao mà nghèo được, nói cho cùng là không coi trọng cô ta mà thôi. Lãnh man vân vì đàn ông mà giải nghệ, Lâm Chi Chi cũng không trốn trách nhiệm nổi đi. Nghe nói cô ta chẳng biết cái gì, dù là người đại diện nhưng đến tận lúc lãnh man vân công bố cô ta mới biết. Xem ra năng lực của Lâm Chi Chi cũng chỉ đến thế mà thôi, quản lý vàng của thịnh thế phải là triệu Mỹ Hinh mới đúng. Lúc này có một nữ minh tinh của tinh huy đi đến cạnh Lâm Chi Chi, vẻ mặt rất ân cần nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chế nhạo, chị Lâm mang nghệ sĩ tới casting sao? Lâm Chi Chi hơi gật đầu, tiện tay đăng ký một chút, không ngờ lại qua vòng sơ loại, cho cô ấy đến đây coi như để tích lũy kinh nghiệm. Nói như này vừa khiêm tốn khéo léo, cũng không hạ mình quá mức. Có thể lựa chọn ra từ một đám nữ minh tinh ăn khách của cả nước thế này cũng là một cách minh chứng thực lực. Nữ minh tinh của tinh huy lộ ra vẻ đáng tiếc, vừa quan sát ninh tịch vừa lắc đầu chặt lưỡi, chị Lâm à, em nói khí không phải chứ dẫu cho chạy tới làm bồi bàn cũng không đến mức thế này hay là lãnh man vân giải nghệ rồi nên chị suy sụp quá nếu vậy chị đừng thịnh thế làm người quản lý làm gì nữa đến làm trợ lý cho tôi đi mặc dù tiền lương không cao nhưng so với việc phải mang một người mới không có tiền đồ vẫn tốt hơn